Trước chúng ta quản lý ở Relit với hai cái mảng đơn giản là Integer và chuỗi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái lớp gọi là lớp sinh viên. Các bạn làm sao mà thao tác nhiều để khi chúng ta làm với những cái bài cơ bản thì làm nhanh, không có mất thời gian. Lớp sinh viên của chúng ta quản trị, giả sử thầy quản trị có hai thông tin string tên sinh viên, tên sinh viên chấm phẩy và điểm sinh viên, thầy sử dụng double điểm trung bình. Thầy có hai cột này và chúng ta sẽ cần có hàm khởi tạo. Thì lúc này chúng ta sẽ insert một cái hàm khởi tạo. Các bạn có thể insert hoặc là các bạn sẽ tự tạo, tự viết ra cũng được. Later, chúng ta đã có được điểm sinh viên. Và chúng ta sẽ có những cái hàm cơ bản get set liên quan đến tên và điểm. Rồi cái hàm nữa là chúng ta có thể sử dụng insert code để các bạn override lại cái method toString. ToString. Đó, override lại cái method toString. Thì chỗ này bình thường cái toString nó đã có rồi, nhưng mà khi mình insert toString thì tự động nó return sinh viên gì đó, tên, điểm trung bình và nó xuất ra một cái chuỗi rất là nhanh. Như vậy là chúng ta đã có được cái class sinh viên rồi, rất là đơn giản các bạn. Khoảng cỡ 2 phút là chúng ta đã có được cái lớp sinh viên. Như vậy thì ở chỗ này, alo alo, phần này không hề khó nha, chắc chắn không khó nha, bởi vì chỉ có một vài cái lít chuột thôi là chúng ta đã hoàn thành xong một cái class sinh viên. Mà bạn nào nói khó thì đơn giản là các bạn chưa từng làm, các bạn chưa dành thời gian cho nó. Còn nếu đã từng làm rồi thì chúng ta cần quản lý cái gì? Cần quản lý tên sinh viên và điểm trung bình, tên sinh viên kiểu string, điểm trung bình kiểu double, và chúng ta tạo ra những cái phương thức cần thiết cho một lớp. Và đây là những phương thức cần thiết cho một lớp quản lý sinh viên. Còn ví dụ như bạn có điểm toán lý hóa, điểm Java 1, Java 2 và các bạn tính điểm trung bình thì các bạn lại có thêm một cái hàm điểm trung bình. Có thêm một cái hàm, một cái phương thức tính điểm trung bình riêng. Thì tùy. Như vậy thì lúc này các bạn sẽ tự tính điểm lấy. Và trong phần này, trong cái Relit demo này, thầy sẽ sử dụng cái ArrayList của chúng ta liên quan đến sinh viên để thầy tạo ra một cái bảng sinh viên, quản lý sinh viên. ArrayList chỗ này mình viết lại đi. Các bạn sẽ có ArrayList, giả sử như ở trên này chúng ta chưa có gì hết ha, một cái lớp mới thì chúng ta có ArrayList Control Space. Đúng rồi, chỗ này các bạn thấy là nó bị cái vấn đề chỗ này nè. Khi mà thầy ghi cái tên của cái class là ArrayList Demo và ArrayList Dead to Bin, như vậy nó trùng với một cái từ khóa là ArrayList, thì khi chúng ta nhấn Control Space nó sẽ lên hai cái lớp này chứ không lên cái lớp mà chúng ta cần. Như vậy thì sau này các bạn làm bài thì các bạn nên để chữ demo phía trước. Bây giờ thầy delete cái này luôn đi. Rồi cái này có thể thầy sẽ refresh, đổi cái tên nó lại. Thầy đưa chữ dead to bin phía trước. Release. Rồi, thầy sẽ tạo ra một cái lớp khác là demo. List sinh viên. Thì khi mà các bạn tạo như vậy đó, nó khi mà mình tạo cái ArrayList mình nhấn Control Space, nó sẽ không bị cái trường hợp là nó lên hai cái lớp mà mình demo. Như vậy chỗ này thầy gõ là ArrayList Control Space là nó hiểu là mình đang muốn gì. Chứ còn mình tạo một cái tên giống như vậy á thì nó lên cái tên của mình trước. ArrayList của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái kiểu dữ liệu, thay vì kiểu in thì chúng ta dùng kiểu dữ liệu là sinh viên.
đóng ngoặc và chúng ta để là danh sách sinh viên bằng new array list sinh viên, được chưa nào? Khởi tạo một danh sách sinh viên và nhiệm vụ của chúng ta là nhập số lượng sinh viên vào và nhập cho đến khi nào không muốn nhập nữa thì thôi. Còn nhớ cách này không? Được chưa? Như vậy chỗ này trước tiên muốn nhập thì chúng ta sử dụng scanner trước đã. Bằng new scanner system.in. Và chúng ta sẽ dùng vòng lặp do while để nhập sinh viên. Nhập cho đến khi nào nghỉ thì thôi. While. Đến khi nào đây? Đến khi nhập ký tự K. Như vậy nhập ký tự K là scan.netline. scan.netline.equal với K. Đó, như vậy thì chúng ta làm một công đôi việc luôn. Vừa nhập vừa kiểm tra luôn, khỏi cần cái biến mà trả lời của chúng ta. Nếu bình thường thì các bạn phải sử dụng một cái biến trả lời rồi trả lời bằng scan netline rồi xuống trả lời equal. Nhưng mà mình làm như vậy thì nó cũng mất công. Ở đây mình sẽ có một cái câu hỏi là bạn có tiếp tục không? Có không đóng ngoặc chấm hỏi. Có không là cho vui thôi, chứ còn nhập cái gì nó cũng quay lại hết. Nếu nhập chữ K thì nó mới thoát, bởi vì mình nhập chữ K. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn muốn nhập chữ C thì quay lại chữ K thì thoát, thì bạn phải làm một cái đoạn if. If chữ C thì bằng true hoặc là if gì đó, thì bạn sẽ làm một cái if ở phía trên, rồi bạn có một cái biến trả lời là true false để cho quay lại. Còn nếu mà nhập ký tự khác C khác K thì không làm gì hết. Được chưa? Như vậy lúc này yêu cầu phải nhập đúng C đúng K thì mới quay lại. Nhưng mà làm như vậy thì nó rất là bất tiện. Ở trong này các bạn thấy là đối với lại một sinh viên thì bình thường các bạn có rất là nhiều cách để các bạn làm. Giả sử như là bạn có thông tin sinh viên ở đâu đó trước rồi thì bây giờ mình sẽ khởi tạo. Còn không thì mình sẽ làm một cái phương thức nhập. Mình làm một cái phương thức nhập cho sinh viên. Thì ở bên này chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái phương thức gọi là phương thức nhập. Public. Khi mà nhập xong, sau khi nhập thì mình sẽ trả về cái gì? Sau khi nhập. Trả về sinh viên chứ. Sinh viên. À, nhập. Sau khi nhập thì các bạn sẽ trả về sinh viên. Như vậy ở bên trong này bạn sẽ... có là gì? Cũng là dùng scan. Bạn dùng scan. Tại vì cái scan bên kia và scan bên này nó không có hiểu, bởi vì nó chỉ là tên biến thôi. Cho nên là mình phải tạo thêm một cái scan mới. Tên sinh viên và this chấm tên sinh viên bằng scan.netline chấm phẩy. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy cái này xuống cho nó nhanh. Tên sinh viên bằng new, thầy thiếu chữ new. Điểm sinh viên điểm sinh viên, ok, khỏi cần return cũng được, void đi thử coi ha. Void điểm sinh viên, điểm sinh viên, điểm trung bình bằng net double. Rồi mình thử bên này. Demo sinh viên. Giả sử thầy sẽ có một sinh viên
sinh viên SV bằng new sinh viên và SV chấm. Ở đây nè, nó có một chút vấn đề nè, các bạn chú ý nha. Nếu như mà bạn gọi SV chấm nhập thì bản thân cái sinh viên này là nó có thông tin rồi. Như vậy bạn ghi là SV, ví dụ như là S out SV chấm to stream. Tên sinh viên A điểm chính. Đây, thông tin sinh viên A điểm chính có tiếp tục không? Enter. Khi mà các bạn chỗ này thì các bạn thấy là mình đã bị sai ở chỗ mà kiểm tra. Vậy thì mình sửa cái gì? À, chỗ này là không phải ký từ K. Đó, không phải ký từ K thì quay lại. Tên sinh viên A điểm 7 tiếp tục không? Quay lại. Tên sinh viên B điểm 8 có tiếp tục không? Enter, quay lại. Tên sinh viên C điểm 9 và nhấn chữ K thoát. Được chưa nào? Như vậy thì khi mình code, các bạn cứ code. Nếu như mà mình chạy nó có vấn đề thì mình nhìn kỹ lại, mình xem là cái gì. Chứ không nhất thiết là phải code là đúng. Code sai là chuyện bình thường, nhưng mà biết sửa mới là quan trọng. Bây giờ nếu như vậy, giả sử như ở chỗ này thầy sẽ nhập cái sinh viên này vào mảng luôn được hay không nhé? Danh sách sinh viên, danh sách sinh viên chấm add sinh viên SV. Đó, ví dụ như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuống dưới, chúng ta xuất cái danh sách sinh viên ra. For sinh viên SV 2 chấm danh sách sinh viên, các bạn sẽ add out cái sinh viên chấm to stream. Rồi, mình thử coi thử là được hay không ha. Run. Sinh viên A điểm 8, sinh viên B điểm 9, tiếp tục không? Không. Được chưa? Như vậy là mình đã có được thông tin sinh viên A và sinh viên B ở đây. Như vậy sau khi mà mình đã khởi tạo sinh viên và mình chèn cái sinh viên này trực tiếp vào mảng luôn, gọi sinh viên chấm nhập và add vô đây thì ok. Nhưng nếu trường hợp chỗ này thầy không có gọi nhập ở đây mà thầy gọi SV chấm nhập bị lỗi, thường là người ta sử dụng như thế này, vừa nhập vừa thêm luôn, được không? Thường là vừa nhập vừa thêm luôn. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ làm gì? Trong trường hợp này chúng ta sẽ làm gì? Đối với lại sinh viên chỗ này nè, chỗ này nè, thì các bạn sẽ trả về kiểu sinh viên chứ không phải là kiểu void. Mà muốn trả về kiểu sinh viên đó thì bên trong này bạn khai báo thêm cho thầy một biến sinh viên bằng new sinh viên. Ở phần kế thừa nó rất là hay các bạn. Mặc dù là chúng ta đang viết lớp sinh viên nhưng mà chúng ta xài cái lớp sinh viên luôn ngay trong chính nó. Cực kỳ hay ở chỗ này. Và lúc này khi mà bạn nhập chỗ này tên sinh viên là bạn nhập trực tiếp vô SV tên sinh viên SV chấm điểm trung bình và cuối cùng bạn sẽ return về sinh viên. Bạn sẽ return về sinh viên. Như vậy cái phương thức nhập của mình nó có khác hơn lúc nãy tí xíu. Phương thức nhập của mình nó khác hơn lúc nãy. Và bây giờ ở bên này, giả sử mình viết như vậy thì mình quay lại, mình dùng kiểu như cũ được không? Dùng kiểu như cũ là mình gọi sinh viên nhập riêng, rồi mình dùng đến cái sinh viên đó giống như thế này thì có được không? Bây giờ chạy lại,
nhập sinh viên A có điểm là 6, tiếp tục 0, 0. Ha. Vậy làm sao để được? Làm sao để được chỗ này? Như vậy thì thường chỗ này chúng ta sẽ sử dụng chỗ này là SV bằng new. Chúng ta sẽ gọi chỗ này sinh viên chấm nhập luôn. Sinh viên chấm nhập. Rồi có gì khác thử coi nhé. A điểm 7 0. A điểm 7 0. Tại vì mình xuất trực tiếp thì nó không thấy, nhưng mà mình add vô đây. Đó. Như vậy tùy theo trường hợp mà các bạn có thể sử dụng xây dựng hai phương thức khác nhau để bạn xài cũng được. Hai phương thức khác nhau để bạn xài. Như vậy một phương thức sinh viên là trả về, một phương thức sinh viên là không trả về, thì tùy các bạn sẽ sử dụng cái nào thì các bạn sẽ sử dụng cái đó, được không? Tùy theo cách mình xây dựng mà các bạn sẽ sử dụng cái cách của mình để mình làm. Và bây giờ chúng ta sẽ có danh sách sinh viên rồi. Chúng ta không cần cái lệnh này nữa. Chúng ta sẽ nhập vô mảng và chúng ta xuất ra. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ sắp xếp danh sách sinh viên. Sắp xếp danh sách sinh viên. Vậy có những trường hợp chúng ta sắp xếp là chúng ta xây dựng cái phương thức so sánh bên trong sinh viên luôn. Hoặc là chúng ta sẽ làm gì? So sánh bên ngoài. Được không? Ở trong cái phần này nè, phần sắp xếp. Như vậy trong trường hợp mà các bạn so sánh bên ngoài thì các bạn sẽ viết thêm cái comparator để so sánh. Còn không thì các bạn sẽ viết trực tiếp ở bên trong. Các bạn viết trực tiếp ở bên trong. Đâu rồi nhỉ? Array list. Các bạn sẽ lấy cái lớp sinh viên đó kế thừa từ cái editor để các bạn so sánh. Còn không thì mình viết bên ngoài. Mà thường thì mình sẽ viết bên ngoài cho nó dễ. So sánh theo tên hay là so sánh theo điểm thì mình viết bên ngoài. Đó, mình viết theo cái editor này. So sánh bên ngoài. Như vậy mình sẽ bổ sung thêm một cái phương thức so sánh. So sánh ở bên ngoài để khi mình collection mình sort thì mình đưa cái so sánh đó vào. Như vậy ở chỗ này thầy sẽ viết thêm cái phương thức so sánh. Rồi thầy import cái phương thức này vào. Và ví dụ như thầy ghi là com theo điểm. Com theo điểm. Ở đây người ta chỉ viết một cái chữ com thôi. Còn thầy sẽ viết com theo điểm ha. Comparator theo điểm. Bằng new comparator. Và ở đây chúng ta sẽ viết lại cái phương thức so sánh. Như vậy mình sẽ viết cái phương thức so sánh theo cách của mình. Chỗ này có chấm phẩy. Viết phương thức so sánh theo cách của mình. Thì mình sẽ lấy ô 1 chấm. Bởi vì hiện nay đối với lại chúng ta, khi các bạn muốn viết so sánh sinh viên thì cái chỗ object này nè, bạn sẽ đổi thành sinh viên. Đó, object này bạn đổi thành sinh viên. Như vậy thì ở bên trong các bạn muốn mà sử dụng cái comparator của sinh viên thì bạn phải đưa cái kiểu vô.
Còn bình thường, các bạn so sánh bình thường thì nó là object thì nó không cần. Bây giờ mình sẽ đưa cái kiểu dữ liệu mà cần so sánh vô đây. Đó, kiểu dữ liệu cần so sánh. Nó bổ sung thêm cái phần sinh viên vô, hết lỗi. Và bên trong này, ô 1 của chúng ta, mình lấy điểm trung bình để mình so sánh. Bình thường cái điểm trung bình này mình sẽ không thấy đâu. Nó sẽ không xuất hiện ở đây. Thường là nó không xuất hiện. Vậy nó không xuất hiện thì bên sinh viên người ta sẽ đặt cho cái điểm trung bình này nó có gì? Private. Không có xuất hiện điểm sinh viên bên ngoài. Không xuất hiện tên sinh viên bên ngoài. Như vậy lúc này ở chỗ này bạn ô 1 bạn không thấy điểm, không thấy tên. Mà mình chỉ có thao tác thông qua gì? Thông qua get điểm trung bình. Và điểm trung bình thì mình sẽ compare với lại ô 2.get điểm trung bình. Đó là cách so sánh theo 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 điểm. Cách so sánh theo điểm. Comparator với điểm trung bình. Và chỗ này chúng ta sẽ có return. Rồi, như vậy chúng ta đã so sánh theo điểm. Nếu như các bạn muốn so sánh theo tên thì các bạn copy cái này ra. Và chỗ này mình để là theo tên. Và mình đổi chỗ này thay vì điểm trung bình. Rồi mình để là get tên sinh viên. Và chỗ này chúng ta so sánh với get tên sinh viên. Đó là hai cái thêm hai cái biến để chúng ta so sánh. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng collection để sort. Collection để mình sort. Như vậy thì cái phần collection này các bạn sẽ chấm sort, nó sẽ hỏi rằng là bạn sẽ sort theo cái gì? Sort theo cái gì? Mình sử dụng ở dưới sort danh sách sinh viên với tên. Đó, mình sắp xếp theo tên. Danh sách sau khi sắp xếp mình xuất ra. Ví dụ ở đây mình có tên là R, điểm là 9. Tên là E, điểm là 7. Tên là H, điểm là 8. Và mình đã sắp xếp theo tên AHR. Nếu như bạn muốn sắp xếp theo gì? Theo điểm. Thì bạn chỉ cần thay đổi chỗ này là sắp xếp theo điểm. Như vậy là mình đã sắp xếp được theo điểm. Được chưa nào? Như vậy mình sẽ tùy biến cái việc sắp xếp cái mảng của mình theo điểm hay theo tên. Và bạn cũng có thể tùy biến chỗ này, ví dụ như điểm tăng dần. Và mình sẽ viết thêm một cái nữa là sắp xếp điểm giảm dần. Tăng dần. Giảm dần. Và mình sẽ thay chỗ này là sắp xếp điểm giảm dần. Vậy tăng dần và giảm dần có gì khác? Tăng dần và giảm dần có gì khác? Ví dụ như điểm này là tăng, điểm này là giảm, thì các bạn chỉ có việc đảo một trong hai. Đây là ô 1, ô 2. Thì ở dưới này bạn đổi chỗ này thành ô 2, chỗ này thành ô 1. Hoặc bạn đổi trên này cũng được. Chỗ này thành ô 2, ô 1. Là nó đã giảm dần. Và bây giờ mình sẽ sắp xếp theo điểm giảm dần. Mình xem thử là danh sách sinh viên của chúng ta, điểm giảm dần nó sẽ như thế nào. Tên sinh viên A, điểm 6. Tên sinh viên B, điểm 4. Tên sinh viên C, điểm 9. Tên sinh viên D, điểm 8. Và chúng ta đã có sinh viên C
9864 giảm dần. Như vậy rất là tùy biến, các bạn muốn tăng hay giảm thì các bạn so sánh đảo ngược. Nếu như ô một là tăng, còn ngược lại ô hai thì xuống dưới lấy ô 2 so với ô 1 là tự động nó sẽ giảm. Còn tại sao thì chỗ này cái comparator này nó sẽ cho ra ba giá trị nếu bằng nhau là không, nhỏ hơn -1, lớn hơn -1. Nó khi mà nó so sánh thì nó cho ra ba giá trị: 0, -1 và -1. Thì tùy cái kết quả mà nó sẽ sắp xếp cho các bạn. Như vậy chúng ta đã làm xong một cái Aurelius đối với việc quản trị sinh viên. Nhập sinh viên cho đến khi kết thúc bằng giá trị K. Tạo ra các biến đối chứng để sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm hoặc theo tên, tùy mình muốn sắp xếp gì thì mình compare cái đó. Muốn sắp xếp tăng dần hay giảm dần thì mình sẽ điều chỉnh ở đây ô 1, ô 2, ô 2, ô 1, tùy mình muốn sắp xếp cái gì. Được chưa nào, kịp không? Có bạn nào muốn hỏi gì chỗ này không? Sắp xếp, tìm kiếm, thay thế, tất cả mọi thứ các bạn đều có thể viết được, cũng không có quá khó các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy ở đây thầy cũng đã sắp xếp điểm tăng dần, nhưng thầy không sử dụng đến những cái mà phần so sánh ở trên, mà thầy viết trực tiếp trong cái phần collection sort luôn. Vậy chỗ này các bạn sẽ viết bằng cách này, viết trực tiếp luôn các bạn, viết trực tiếp luôn, không cần phải định nghĩa trên này, phần này không cần luôn, bỏ luôn. Mình muốn sort theo tên hay theo điểm, mình viết trực tiếp cái phương thức so sánh ngay trong này luôn. Và khi các bạn đọc tài liệu trên file, trên sách hoặc là trong video, các bạn có thấy này không? Có. Được chưa? Thì giống nhau. Chỗ này nó so sánh bằng cách nó tạo ra hai đối tượng. Và chỗ này gần như return đó các bạn. Return đó. Return cái gì? Return ô 1 get điểm so sánh với ô 2 get điểm. Đây là một cách viết. Như vậy lúc nãy giờ chúng ta thấy là có rất nhiều cách viết để mà so sánh. Được chưa? Đó là toàn bộ nội dung
của phần Relit quản lý một cái class. Thì trong cái phần class mà cái chỗ mà nhập sinh viên này nè, nhập sinh viên nè, các bạn chú ý giùm thầy ha. Như vậy mình có thể viết phương thức nhập bằng cách return trả về, hoặc mình viết cái phương thức nhập bằng cách là không trả về. Không trả về. Thì chú ý chỗ đó giùm thầy. Nếu như giả sử trong này, giả sử trong cái phương thức sinh viên này, cái đoạn mà nhập này nè, cái đoạn này nhập này nè, nếu như các bạn thêm vô cho thầy chỗ này this nhập sinh viên xong, trước khi return các bạn thêm this chấm tên sinh viên bằng sv chấm tên sinh viên chấm phẩy this chấm tên sinh viên bằng sv chấm đó điểm chứ. Điểm trung bình. Chú ý thêm chỗ này. Thì ở bên này, ở bên này các bạn gọi cái sinh viên chấm nhập ở ngoài thử coi nào. Sinh viên chấm nhập. Và chỗ này các bạn add sinh viên. Xem nó có được không. Chỗ này mình lại làm một cái hàm xuất sinh viên. SV chấm to string. Sinh viên A điểm 7. Sinh viên A điểm 7. Có không? Sinh viên B điểm 8. Và ở đây mình có sinh viên A, sinh viên B. Được chưa? Và đây là cách mà các bạn viết để mình dùng kiểu gì cũng được. Return cũng được. Mà không return cũng được. Gộp cả hai phương thức lại thành một. Xong ha. Về đó là tất cả những gì liên quan đến một cái class sinh viên cơ bản. Và một cái array. Và cái này chúng ta sẽ gặp liên tục. Java 1, Java 2, Java 3. Kể cả những Java sau chúng ta cũng xài luôn. Kể cả những Java 4, 5 chúng ta cũng xài đến nó.